Đây là một buổi sáng ở nhà khi mà Parker đi xác lập Guinness thì chỉ có mẹ Phượng và hai em ở nhà thôi. Hai em vẫn còn đang ngủ. Cái bạn này là cái bạn rất là bám theo mẹ. Kế bên là một bạn nữa. Mọi người thấy tướng nằm giống nhau không? Tướng nằm rất là giống nhau. Bây giờ mẹ sẽ dậy để đi đánh răng và sau đó sẽ kêu hai bạn dậy để bắt đầu một ngày mới. Ngày hôm nay á là ngày thứ bảy cho nên là hai bạn sẽ không cần phải đến trường, nhưng mà bạn Bắp á thì sẽ phải đi học tiếng Anh. Cho nên mình đánh răng trước xong rồi sau đó kêu bạn Bắp dậy để đi học tiếng Anh. Đó. Bắp ơi dậy con ơi. Tới giờ đi học tiếng Anh rồi, đầu nhìn mặt nè. Trời ơi anh ngủ. Anh ngủ quá dễ thương luôn. Dậy đi học con ơi, tới giờ đi học tiếng Anh rồi Bắp. Mẹ lên. Trường. Ôi trời ơi nhìn mặt kìa. Ôi trời, nhìn mặt kìa. Mở mắt ra nào, Bắp. A few moments later. Mình đánh răng. Thật ra Bắp cái gì cũng làm được hết á, nhưng mà tại vì ba ở nhà thì ba rất là chiều hai bạn và ba cũng rất là thích đánh răng cho hai bạn thôi. Chứ còn thật ra là hai bạn dâu thì còn hơi nhỏ, nhưng mà anh Bắp thì đi học đấy, được cô chỉ hết cái kỹ năng rồi, cho nên là bạn có thể tự làm hết tất cả mọi thứ. Đó, đã đánh răng xong rồi, mặt mũi nè. Anh Bắp đã thay đồ ăn sáng xong để đi học rồi. Đó. Đây. Còn đây. Đây là chị Chính. Đó. Ba không có nhà là có chị Chính giúp đỡ Phượng rất là nhiều. Bây giờ Phượng sẽ đưa anh Bắp đi học và gửi dâu ở nhà cho chị Chính. Rồi mẹ đi nha dâu, bye bye dâu. Bye. Bây giờ á sẽ đưa Bắp đi học. Bình thường á là ai đưa con đi học Bắp? Bà bá. Nhưng mà ngày hôm nay bà bá không có ở nhà cho nên là má mi con làm gì đó. Bắp sơ kiến. Bắp cười đẹp trai đi. Ngày hôm nay á là bà bá không có nhà cho nên là má mi sẽ đưa con đi học. Hôm nay con đi học cái gì Bắp? Học y la. Học y la. Con có thích á, học tiếng Anh đúng không? Rồi. 2 hours later. Hello Bắp. Nè Bắp. Hôm nay con không có uống sữa. Ủa tại sao? Tại sao hôm nay không uống sữa? Vì mẹ. Rồi mẹ biết rồi tại sao không uống sữa? Tại vì con no hả? Vậy thôi chiều uống nha. Ok không? Con mở vô đi. Rồi bây giờ anh Bắp đã đeo cặp vô và đi về. Đi thôi. Hôm nay đi học vui không Bắp? Nắm tay mẹ, mẹ dắt đi. Nhớ ra đường là phải nắm tay mẹ nghe chưa? Nắng quá hả con? Rồi thôi mình chạy nhanh lên xe nha. Rồi bây giờ tới lúc mà Phượng sẽ phải dạy anh Bắp học. Bắp là đang học lớp 1. Bởi vì Bắp học lớp 1 cho nên là Phượng luôn luôn dành nhiều thời gian để cùng học với con. Trước đây là có tìm cô Dung để dạy kèm Bắp trước khi vào lớp 1, nhưng mà sau đó thì nhà chuyển lên đây thì xa quá, cô Dung không tiếp tục dạy được nữa, cho nên là mẹ đã thay vai trò của cô Dung dạy Bắp. Mà Phượng thấy là chương trình lớp 1 á, rất là khó luôn nha mọi người nha, chứ không có đơn giản giống như hồi trước mình học đâu. Mà Phượng á, thì mặc dù rất là bận rộn nhưng mà vẫn cố gắng là hợp tác với cô giáo để mà sắp xếp thời gian để kèm thêm cho anh Bắp những lúc ở nhà. Bởi vì khi mà mới vào lớp 1 thì các con sẽ phải học rất là nhiều kỹ năng mới, chẳng hạn như là phải học chữ nè, học viết nè, tập viết nè. Và mới có học kỳ 2 của lớp 1 thôi mà viết chữ đã một ô ly rồi. Đây cho mọi người coi nha. Viết chữ nè, đây mới học học kỳ 1 thôi mà viết chữ đã một ô ly rồi. Viết chữ này khó không Bắp? Không khó hay, nhưng mà mẹ thấy con viết chữ có đẹp nè. Cô giáo dặn Bắp là về nhà phải chép khổ thơ thứ nhất trong bài đêm hội chào xuân. Chép hai hàng còn lại của bài đêm hội chào xuân đây Bắp. Rừng xanh mở hội, chào đón mùa xuân, còn hai hàng nữa con.
Ủa ở lớp là cô đọc cho con chép hay là con nhìn chữ ở đây con chép? Là con nhìn chữ lên bảng cô dạy con. Con biết đúng cái ô ly nha. Một ô ly cô giáo muốn đi. Đúng không? Khoảng nay nhảy múa. Two hours later. Rồi bây giờ tới giờ ăn cơm. Nè con không có cầm tay. Rồi tắm rửa sạch sẽ rồi ha. Đi ăn đi. Ngày hôm nay bác Thúy Dâu sẽ ăn món gà rang nước mắm và canh khoai thơm. Canh khoai thơm thì giống như là canh khoai mỡ vậy nè. Đó. Nhưng mà là canh khoai thơm. Canh khoai thơm này là do chị Chính của mình á về quê xong rồi sau đó là mang lên. Đây. Hey. À, con tự múc hay là mẹ múc? Quá sao bắp sao vậy bắp? Dễ. Rồi bắp tự múc mở luôn rồi nha. Dễ ồ. Này đâu? Ai hả? Rồi. Ai đi con? Tự múc ăn đi. Nè nhanh. Giỏi. Ok. Ngon không? Ngon thì sao? Khi mà ăn cơm ngon thì sao? Bắp với dâu nói chuyện với bà má nè. Đây đây bà má ơi. Nói chuyện bà má nè. Em dâu bắp. Đây. Bà má đâu? Bà má đâu? Con đang làm gì? Ở nhà với mẹ. Bây giờ với mẹ có vui không vậy? Có vui. Ở nhà với ai mới vui? Hai bạn đã ngủ rồi. Bạn dâu và bạn bắp ngủ rất là ngon luôn. Hai bạn ngủ quá ngon. Đây.
Phượng đã cho hai bạn ngủ xong rồi. Bây giờ là cái thời gian mà mình sẽ dành cho mình. Thật ra khi mà Phượng ở nhà và có quá nhiều việc phải làm á, thì Phượng phải lo cho hai bạn ngủ trước, xong rồi sau đó là mình sẽ dậy để mình làm những cái việc của mình. Tại vì hai bạn này là ở nhà là siêu quậy luôn, bám theo mẹ rất là dữ, cho nên là mình sẽ không có thời gian để làm những cái công việc của mình. Và bây giờ thì cũng khuya một chút rồi, cũng là một cái thời điểm mà rất là yên tĩnh để cho mình có thể suy nghĩ và tập trung làm việc. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ đạc để mà cho Bắp ngày mai đi học. Bởi vì anh Bắp là vừa có chia sẻ trong cái clip này á, là anh Bắp là học lớp 1, cho nên là rất là cần có cái sự đồng hành của ba mẹ. Bởi vì là khi mà học lớp 1 á, thì các bé sẽ có rất là nhiều cái mà các bé bỡ ngỡ, từ cái việc mà học ăn, học nói, học gói, học mở, từ cái việc viết chữ, từ cái việc giao tiếp với bạn bè, đến cả cái việc mà mặc đồng phục cũng là những cái điều rất là mới đối với các bạn. Cho nên là ba mẹ phải hết sức là quan tâm và phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ với lại thầy cô và nhà trường để mà có thể theo kịp được những cái sự, để có thể nắm bắt kịp thời những cái sự trăn trở của các bạn. Và thêm một cái điều rất là vui nữa, ví như là bút viết, tập vở, rồi ruột bút chì này kia, thế này thế nọ, mỗi lần mua là mua cả hộp luôn. Bởi vì các bạn nhỏ học lớp 1 á, là các bạn rất là hay cho bạn bè mượn hoặc là vô tình làm mất, cho nên là mỗi lần mua là phải mua cả hộp luôn, để mà các bạn luôn luôn có, bạn luôn luôn có đầy đủ đồ để mà đem đi học. Cho nên là gom thì cũng một hộp, rồi viết cũng một hộp, ruột bút chì cũng một hộp, và cái này là cái cây bút máy của Bắp nè mọi người. Thì cái này á, là cô của Bắp ở lớp cũng lưu ý là khi mà mình chọn cho các bé học lớp 1 á, mình chọn những cây viết giống như vậy nè, nó vừa đơn giản tiện lợi cho các bé sử dụng. Ruột mực ha, mình muốn bơm mực á, đây hộp mực nè, mình muốn bơm mực á thì mình cứ mở ra xong rồi mình bơm mực cho, mình bơm mực vô viết thôi. Mà cái thao tác bơm mực á, nó cũng rất là dễ luôn. Mình chỉ cần bỏ vô xong rồi mình vặn cái đuôi bút như thế này nè thì mực nó sẽ tự lên nha mọi người. Rất là đơn giản, mọi người thấy không? Rất là đơn giản luôn. Vỡ bài cho anh Bắp. Trời ơi, tự nhiên bây giờ 40 tuổi rồi đi học thủ công mọi người ơi. Bắp anh làm nhăn hết tờ giấy rồi. Ai, thiệt tình, đúng là em bé đi học lớp 1 mà. Kiếm vừa có bài cho anh ấy thôi. Cái viết này hết mực rồi. Đây là sách vở của anh Bắp này mọi người. Đó, ngày nào mình cũng phải sắp xếp rất là nhiều sách vở để cho ảnh đi học luôn. Đó, mọi người thấy không? Đó. Ngày mai á là ảnh sẽ học toán nè, tiếng Việt nè, rồi đem theo vở báo bài nè. Ngày mai thì ảnh không có phải học tiếng Anh, đem theo bài tập nữa. Bây giờ mình sẽ xếp đồ cho anh Bắp đi học. Tại vì anh Bắp á, là phải đem theo hai bộ đồ đi học. Lát nữa cái chị dâu cũng phải đem theo hai bộ đồ đi học. Và bây giờ á, là tới đồ của chị dâu đi học. Đây, chị dâu có một cái ba lô rất là dễ thương. Đây, ba lô con thỏ. Xác định giới tính rất là rõ ràng.